Không biết là đây là mình sẽ cứ chọn ai đi chơi không nhỉ? Hình như có nè. Hello Yukari-chan. Hình như không được chọn ra nhỉ? No, tôi muốn được chọn. I'm not used to seeing the girl. Anh không quen nhìn những cái cô gái như này. Nên là cũng tương đối là xấu hổ khi đã nhìn vào bọn họ như thế. Kiểu xinh quá. Chị này, bà này vẫn bán bánh mực này. Cái gì đây? I pull a fortune. What luck. Thế nhưng là còn một số cái hội thoại này. Thế này còn rút quẻ là được năm mới là hạnh, là may mắn á. Này được cô nhận là Mitsuru mặc đồ này đúng kiểu Nhật này. Gái Nhật này. Chuẩn gái Nhật, chuẩn men mẹ luôn. Cậu muốn đi rời đi sao? Hay là không, em muốn ở đây một chút nữa. Được rồi, hãy để cho tôi biết nếu mà cậu muốn rời đi. Thế là nói chuyện với cả. Thế không, hết bốc quẻ rồi. Fuka-chan. Và cái này khiến tớ cảm thấy được cái gì? Kiểu như là được thanh tịnh ấy. Kiểu như là được I thought the shot make it hard to breathe. Tuy nhiên là cái đeo này nó cảm thấy nó hơi khó thở. Nhưng kiểu cái này không phải đen mà như là xanh đen nhỉ. Còn Zucarine này mặc đồ đẹp. Mình không biết là so với phần 4 nha, nhưng phần 4 là bọn em mặc đẹp hơn. Nên nó cũng chả gì xem, nhưng mà mình sẽ ra ngoài thôi. Nó không được chọn để đi cùng à? What? Nhưng mà chính anh bảo là thằng này lỡ mồm nói. Con chó này vẫn đeo cái băng ghét nhỉ? Ơ? Cái này ra ngoài nhưng mà... Nhưng mà bấm này cũng ra ngoài ta. Đợi mình đã. Nhưng là cũng chả có gì, nên là đi ra ngoài với cả nói chuyện với Mitsuru cũng thế này. Ok, yes. Đi thôi, đi về. Vẫn giống nhau mà nhỉ? Ước gì vậy Fuka? Tớ ước cho một năm mới thực sự là tuyệt vời đấy. Nên là nó cũng hơi bị lặp lại trong mấy năm khác. Nhưng mà tớ nghĩ đấy là cái điều thực sự tớ muốn. Đây cũng là cái gì mà chị muốn á. Năm tuyệt vời. Thật hay là chúng ta đều ước giống như vậy. But it was a plea for the help. Nhưng mà đấy là chị không cầu khấn á, để xin được chiến thắng á. À, nó kiểu là cầu xin mà chị biết là chắc chắn là chúng ta giành chiến thắng. Được, suy nghĩ thế là được. Phải suy nghĩ tích cực thế chứ. Chúng ta sẽ đi thôi. Kiểu suy nghĩ là chúng ta sẽ chết. Toàn. Nên là hôm nay là ngày chúng ta đi Tartarus này. Đây là Elizabeth. Tôi gọi cậu để báo cậu có sự thay đổi Tartarus. Tôi tin là con đường bị chặn đến bên này bây giờ đã được mở. I thought you would like to know. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ muốn biết như vậy. Tôi chỉ mong là cậu có một cái hành trình an toàn. Nên là đây là ngay mai là có thể đi chơi được luôn. Và ngay tối nay là có thể đi Tartarus. Mẹ rất là gấp. Nhưng nếu các bạn là muốn đi là các bạn thì đi luôn. Nhưng mà tạm giờ chắc mình sẽ chưa đi. Nên là ở cái đoạn cuối là nó có cái kiểu như là cái sao chép mới ấy. Nhưng kiểu như là cái beat nó tăng lên ấy. Sao cảm kiểu như là nó cảm thấy là có một cái gì đó nó chuẩn bị kết thúc ấy. Hoặc là kiểu như là nó giai điệu năm mới hơn nhỉ. Nghe nó hay hơn đấy. Nhưng mà công nhận cái soundtrack trò này hay thật đấy. Lần đầu tiên mình chơi cái trò Persona mà chơi đúng cái trò này cảm thấy rất là hay luôn. Chị rất là vui khi chúng ta đã có thể chúc mừng năm mới như này. Nhưng mà tháng này là một tháng rất là quan trọng. Hãy đảm bảo là em dành thời gian của em cái hợp lý á. Ok, Gunpei này thì cậu ta thực sự là một tên háo sắc. Nên là chắc mình sẽ không đi, mà mai mình đi nhỉ. Tớ sẽ giúp gì cậu, kiểm tra mọi người xem. Bọn em nó nghỉ cả tháng hiện nay. Nên là nói đúng ra là mình nghỉ cả tháng thì. Whoop whoop whoop. I couldn't remember before but he true that. Thì nhưng mà đấy là có vẻ sự thật là tất cả những cái cô gái trong bộ kimono đều dữ dằn như vậy không? Cứ go commando là sự thật. À có nghĩa là kiểu như là tất cả những cái cô gái mặc kimono đều kiểu như mặc trần truồng như vậy không ấy. Không mặc đồ lót ở trong mùa đông thì thực sự là kiểu là một sự nỗ lực kinh khủng đấy. Thế nào hỏi vợ ảo nhỉ? Đấy là một điều bí mật. Bí mật? How come does it really matter if do or do not? Thằng này bị ăn đỏ này. When you think of kimono, you think of chick with great figure going. Khi mà cậu nghĩ về kimono, có vẻ cậu nghĩ rằng là có một cô gái với một cơ thể là tươi đẹp mà không mặc gì được, đúng không? Cậu đang nghĩ cái quái thế vậy? Thôi là đu, đừng có giở vờ đi à? Tớ biết được là tớ biết mà, đây là cái ảo tưởng của tất cả những thằng con trai. It's going to be start a new year. Nên chả có gì nhỉ? Hay là mình đang không biết là mình còn nên đi Tartarus không? Nên tạm thời chúng ta sẽ đi nghỉ đi. Rồi mai chúng ta sẽ quyết định sau vậy. Có thể là mai mình sẽ đi ấy, nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ nghỉ đấy. Bởi vì là chúng ta còn rất nhiều thời gian để chúng ta đi ở trong là chúng ta ngày nghỉ chúng ta còn dài mà. Hôm nay là Saturday, Sunday này. Winter Vacation Continue. Hôm nay là mình có thể mình đi chơi sang mập rồi sao? Saturday. À đó hình như không phải nhỉ. Mình vẫn phải có một ngày đi chơi thằng mập nữa ra. Chứ chưa lên được luôn. Thế mình sẽ ra để xem. Nhưng hội đông đủ thế. The mantra of the code is if you believe you will see. Cái kiểu như là cái slogan của bọn tà giáo này. Nếu mà các bạn tin thì các bạn sẽ được cứu đấy. Thật là sự là vớ vẩn của đúng không? Nên bây giờ có bọn tà giáo. Nên nó gọi là mystery call in the town này. Cái kết thì nó đang đến gần này. Nên chắc chắn cái này là nó về Nick. Nên bây giờ có các bạn tà giáo lắm này. Lằng nhằng vãi lìn. That mystery curve. Bây giờ nó dán cái poster chất khắp chân lạ trong thành phố đấy. Nên là đây là cái tháng cuối mà, nên là nó sẽ có sự quay trở lại của Nick ấy. Nên là sẽ có bọn tà giáo nó đi bơm thổi ra. Nên đúng kiểu như là cái kết nó chuẩn bị đang đến gần đấy. Nên là nó dán khắp nơi này. Sao bây giờ cái nhạc của nó cũng đổi này. Kiểu như là nó là một cái mùa đông lạnh lẽo ấy. Kiểu như là kết thúc ấy. Thế giới đang đến hồi kết này. Nghe quả nhạc này cũng rất là kiểu héo ấy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải bận là chúng ta đi chơi với các thanh niên này thanh kia. Hôm nay là thứ bảy thì chẳng có gì nhỉ. Mop handsome, perfect timing you want to eat. Go to ramen shop, ok. Hôm nay là thứ hai mình sẽ gặp thằng này ra. Đây này. này vẫn chưa lên rank. Nên là mình thực sự mình không biết bây giờ mình còn đi chơi với thằng này làm cái gì nhỉ? Cái thằng này đúng là thằng rẻ rách của cái xã hội này. Kiểu vừa scam người khác, ăn tham, tục uống, vào than vãn. Thế là mẹ mày, bạn của thằng này làm cái gì nhỉ? Phí cuộc đời. Rõ ràng là mình chỉ đi chơi thằng này bởi vì mình muốn hoàn thiện cái game này. Còn thằng này là cái thằng quá tệ luôn, cái social link tệ nhất mình từng được chơi trong tất cả những cái bản Persona. Quá vớ vẩn. Nó chả có một cái ý nghĩa gì. Nói chung là mình kiểu đi bao che cái thằng cũng kiểu như thằng rẻ rách ấy. Em như xin rất khớp. Can I help you? Ok, mình nghĩ là sau thứ hai mình sẽ đi từ. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thời gian trống ấy. Là từ bây giờ đến thứ 5 cơ mà. Này. Thoải mái luôn. Làm được gì không nhỉ? Đợi mình tìm điều chỉnh. Mình đang nghĩ là có khi mình đi Tartarus sớm để mình đánh ấy. Để mình kiểm tra. Khả năng là hôm nay chẳng có gì làm. Chẳng có gì để làm. Mà mai mình có thể mình đi chơi với anh kia để mình kết thúc cái câu chuyện ấy. Các anh mà bị đau ốm ấy. Đâu nhỉ? Nhau này nó cũng chẳng đi dạo nữa. À muốn đi dạo, cứ đi dạo mày. Chơi chó. Mùng 1. Đây là mùng 2 này. Có gặp ai không? Ôi, bây giờ lại gặp em này à? Yuko này. Chúng ta đã gặp nhau. Tự nhiên gặp cậu như này ở cái một nơi đẹp như này. Như dán đầy ở trong kinh nhỉ. Nên là bây giờ là chúng ta vẫn có cơ hội để lên này, nhưng mà bây giờ mình lên hết. May quá đến cái thời này mình không phải mối quan hệ em này. Mình xong mẹ lâu rồi. Nhưng mà nếu mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn có mối quan hệ thì nó vẫn có cho chúng ta cơ hội để chúng ta búp ấy. Mình nghĩ là tối thứ hai mình sẽ đi ấy. Sau khi mình cái chốt xong với cái thằng mập mình sẽ tối mình sẽ đi. Nên là như thường lệ là chúng ta sẽ đến một cái block, sau đến ngày 31 chúng ta sẽ lên đấy thôi. Winter Vacation. Hôm nay có shopping Tanaka này. Home shopping này. Today item is you will be safe without your four salvation bar. Các cậu không thể nào mà an toàn mà không có được cái vòng đeo của sự cứu rỗi ấy. Đợi đã. Chúng tôi sẽ có một cái set là bán cả ba lô cho để đề phòng chống những cái hiểm họa nữa. Cậu nghĩ sẽ bao tiền? Nó chỉ là một cái giá rất là rẻ, 29.800 yên. Wait Apple. Nên là cậu là chúng ta đang chờ đợi cho những cái thảm họa diệt vong ra. Nên là các bạn sẽ không cần phải lo nữa. Cái gì đấy? Tôi đang nghe thấy một tiếng buồn sao? Kiểu như một cái giọng nó buồn ra. I'm hearing phone ringing the hook. Ôi, có vẻ như chúng ta đã bán hết rồi. Bán hết 100%. Không bán được ô vãi đà ấy. Tôi đợi mỗi cái show này. Hôm nay không bán đâu, không mua. Hôm nay không mua được kèo rồi. Đúng rồi, vậy phải dậy sớm hơn. Kèo ngon. The lot are here not. Thế là cái xã hội này bắt đầu nó ảnh hưởng bởi vì cái Nick ấy. Và có cái bọn tà giáo nó biết được cái thông tin của Nick, nó đến mà nó đi lan truyền ấy. Kiểu như là cái kiểu cái chết cận kề của salvation ấy, sự cứu rỗi ấy. Okay. Đây chính xác là chúng ta vẫn còn một ít thời gian để chúng ta sống ấy. Nên là chưa có cái trò Persona mà cái khoảng thời gian này nó cảm thấy là nó đến nó chậm nhỉ? Ở đâu đến nó kiểu buồn như cái trò phần 3 ấy. Nên là cái phần 3 này là cái phần tối nhất, dark nhất. Mình ra ngoài này. Let's go. Yes. Mình đang nhớ cái file này nhé. Ok. Nghe có con 2 này. Nên là cái nên là đi khắp nơi nó đều dán như thế nào. Nên cho các bạn xem cái cảnh nó khác. Trông nó hoang tàn hơn. Điêu tàn hơn. Nhìn cho nó dán đầy này. Poster khắp nơi. Chẳng có cái gì không? Nên là có thể nói với mấy cái thanh niên NPC này về cái sự thay đổi của cái sự việc ấy. Nhưng nó dán đầy này. I art of paper painting mean it is type nonsense. Bọn này nó không học mà nó vẫn mặc đồng phục nhỉ? Mẹ, bọn này yêu trường mãi vãi nhành luôn. Mình không biết là nếu có bản remake là nó sẽ làm vậy như nào. Mà nếu mà có thì giờ chắc mình nghĩ là nó quá tuyệt. Chắc là mình lại phải chơi lại một lần nữa. Mặc dù là cái trò này rất là dài rồi. Giờ sẽ gặp anh có mấy chị Deliver the End. Mà này mà đi chùa này. Cậu nghe là tôi lại nghe nhiều thứ ở những ngày hôm nay nhưng mà tôi không còn sợ. Bởi vì là cái sự cứu rỗi của thế giới này đang trong tầm tay chúng ta rồi. Đừng hiểu lầm tôi không kể cậu là tôi tin mà. Tôi sẽ không bảo là cậu phải tin cái gì đâu. Bởi vì cuối cùng tôi lúc đầu tôi không tin. Bây giờ chị tin rồi. Thế bây giờ chị tin vào cái bọn này. Tà già, khô, khu. Ồ, liệu cậu có thể dành thời gian không? Có một cái gì quan trọng tôi muốn nói với chuyện với cậu. I must warm you Italy. Tôi phải nói với cậu trước là nó hơi bị buồn. Kiểu nó hơi bị buồn đấy. Thì xem này, rank số mấy? Rank số 9 nữa này. Đây sẽ là rank số 10 này. Hôm nay chúng ta sẽ là ngày chia tay với anh chàng bị ốm. Anh tên là gì nhỉ? Akinari. Hai bên tôi đang đợi. Tôi đã hoàn thiện cái câu chuyện của tôi và tôi muốn được cho cậu xem. Akinari là cái tên ông này như là con cáo nhỉ? Hay là cái con cáo ở phần vốn là kiểu tái sinh của nhân vật này. Akiri đã có được một cái nụ cười mãn nguyện. Như cậu đã biết, tôi đã có rất nhiều khó khăn trong việc viết cái đoạn kết, nhưng mà cuối cùng tôi đã biết ra rồi. Khi mà cái con cá sấu đấy ăn người bạn của cậu ấy là con chim, cậu ấy đã khóc và khóc rất là lâu. Trên thế là cậu ấy đã quá buồn. Nên là cậu ấy đã bị chết đuối trong chính cái nước mắt của mình. Và cái nước mắt của cậu ấy đã trở thành một cái hồ tươi đẹp. Là xung quanh cái hồ đấy là nó mọc nhiều cái bông hoa đẹp. Và cây nó ra nhiều cái quả ngon. The other animal in the forest. Nên là những cái sinh vật khác trong rừng là thường đến đấy để mà thư giãn. Động vật thư giãn. Nhưng mà không ai trong số bọn chúng biết được là cái hồ này đã được tạo ra bởi chính con cá sấu á. Of that he was gone. Of that. Hoặc là đều biết, hoặc là đã biết là con này nó đã chết này. Và đây là kết thúc. Khiếp, nghe buồn vãi nhìn. Thật ra là mình không nghĩ nên nghĩ là bảo ăn người bạn ấy. Thương nhỉ. Và đấy là cái kết mà tôi đã quyết định. Ngay cả khi mà con cá sấu đã không có ý định. Và là did not find meaning. Đã không tìm được cái chân lý trong cuộc đời của nó. Thì những cái sinh vật khác ở trong khu vực đã trong khu rừng thì đã làm được cái điều như vậy. Nhưng mà chỉ là bọn họ đã không nhận ra nó thôi à. bởi vì là cái ý nghĩa của cuộc đời tôi là một cái gì đó mà tôi không nên quá lo lắng về nó đấy. It really what the other thing of my life. What I able to do for them. Đấy thực sự là những cái gì mà những người khác nghĩ về cuộc đời của tôi What I were able. Hoặc là tôi đã có thể làm gì ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Nên đối với tôi hoặc là cậu, hoặc là bất kỳ một ai, cái ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta là một cái gì đó cái ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta là một cái gì đó chúng ta tạo ra nhưng mà chúng ta không thấy được. People can survive without help. Con người không thể nào mà sống sót mà không giúp đỡ những người khác, nên là chúng ta đều sống dựa vào nhau. I don't know if that means. Tôi không biết là những cái gì mà tôi nói nó có hợp lý không But do you think, do you kind of get? Nhưng mà liệu cậu có thực sự hiểu được là những gì mà tôi đang định nói không? Em thực sự vẫn chưa hiểu. That's what I found to be meaning. Và đấy là những cái gì mà tôi đã tìm thấy tìm ra được là cái ý nghĩa của cuộc sống Cũng có thể là cậu và những người khác cũng sẽ có nhiều cái ý tưởng khác nhau về cái này. Nhưng mà hy vọng là cậu có thể hiểu được cái góc nhìn của tôi kiểu như là cái cuộc sống của chúng ta, là cái ý nghĩa của cuộc sống chúng ta là tồn tại Nhưng mà cái kết quả hay là cái gì đấy thì cũng có thể là chúng ta không biết nhưng mà kiểu người khác sẽ tiếp tục Và đây là cái cuốn sổ tôi đã viết cái câu chuyện ở trong Và đây là tất cả những gì mà tôi đã để lại đằng sau Tôi I want you to have this, have something. Tôi đã muốn cậu có một cái gì đó bởi vì là cậu đã chia sẻ cái khoảnh khắc cuối cùng của tôi. Anh này sẽ đi ra đi. Anh đã bị trả về rồi. Mà cái cơ thể của tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Coming to see me. Đến gặp tôi nói chuyện talking even discuss. Nói chuyện với tôi Và ngay cả khi mà là chúng ta nói về những cái ý nghĩa của cuộc sống Tôi thực sự là rất là vui rằng bây giờ tôi đã được sinh ra này. Mình hiểu được cái sự tốt bụng của Akinari. Nên là cũng rất là vui khi anh ấy đã ra đi một cách thoải mái. Không phải thoải mái ra đi một cách yên lành. Nên là đây là đúng là đầu năm mới đâu chúng ta đi gặp anh này. Rồi nó cũng có một cái ý nghĩa nhất định You have mastered the dying young man. Cái sức mạnh của The Sun Arcana này. Xây dựng được mối liên kết không thể phá vỡ. Chúng ta có thể fusion được Asura King này, The Giant Being, sinh vật to lớn Tôi phải đi đây. Cũng có thể là một ngày nào đó tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Oh no, Akinari đã biến mất. Mình đã nắm cái cuốn sổ cậu ấy của anh ấy chặt và quyết định sẽ quay trở lại đo. Đây như kiểu linh hồn nhỉ, hơi sợ nhỉ, hơi đáng sợ một tí. Quắc quắc.